không? Cái nó đâm là quý nha. Bưng chim vào. Bây giờ nó một phần cái này. Rồi. Đi lang hơn nhá. Wow, chả nào miệng rồi các bác ạ. Ăn bún. Hello, xin chào mọi người đã đến với channel của Tuấn Biển. Và ngày hôm nay vô tình các bác ạ, mình đi qua một khu vực rất là nhiều người bắt cá luôn các bác ạ. Và mình có hỏi thì người ta bảo đây không phải là một cái ao các bác ạ. Mình thấy giống một cái ao nhưng mà không phải là một cái ao. Đây là ruộng lúa của nhà người ta đấy các bác ạ. Rất nhiều ruộng lúa luôn. Ruộng lúa người ta kiểu như bị ngập nước ấy, người ta bỏ lâu quanh năm rồi. Thế là bây giờ nó rất nhiều cá luôn các bác ạ. Thì theo người ta kể là ở đây là do cái ao của nhà người ta ấy, kiểu như nước lũ bị vỡ cho nên là cá nó trôi hết xuống đây các bác ạ. Thế là ngày hôm nay lâu năm quá rồi, thì chắc phải tầm khoảng hơn chục năm rồi các bác ạ. Thế là người ta phát hiện ra đây có rất nhiều cá và rủ nhau kéo. Thì vô tình ngày hôm nay mình ở đây và mình quay lại cái clip này để cho các bác cùng xem nhé các bác nhé. Và nếu như các bác thấy hay thì hãy nhớ like và chia sẻ, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Biển với các bác nhé. Anh thanh niên rất hay luôn. Đi bắt cá, lao bắt cá luôn các bác ạ. Rất nhiều cá nha các bác nhá. Thank you.
Chưa đi bộ đội huấn luyện đấy. Đấy, một phát nữa. Bội yêu rồi. Đấy. Chết rồi đây, tối u một đi. Và đây là những thành quả nha các bác nhá. Sợ một lần kéo nhá. Rất nhiều luôn. Đấy, rất nhiều luôn các bác ạ. Các bác thấy nhiều chưa? Đấy là hàng à? Đấy là ăn phụ đó à? Ngồi đấy là to lục phụ mà ở toàn hàng muốn ăn phụ đấy nè, kho mời đấy toàn nó cản rồi tha theo câu đây giờ thấy cái cá mới chụp.
cái thầy mỏi rồi cái thầy cả. Chà, sướng. Ui, nó ảnh hưởng cái gì vậy? Đi ăn. Bắt luôn rồi. Con đâu nuôi vô. Ô, con mé nó to rồi. Con nhiều rồi, con mé nó tan tan. Mé nó. Ô, con mé rồi đấy. Bà chú cũng có con tay nữa ta. Bắt bơi chú đi nhiều. Nhấc lên Ba mươi lên trên đó mà đục lên mà lên thép.